Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo quy chế làm việc của Ban thư ký sửa đổi. Việc sửa đổi quy chế làm việc của Ban thư ký nhằm quy định cụ thể, rõ ràng nguyên tắc làm việc, phân công thực hiện nhiệm vụ của Ban thư ký phù hợp với tính chất công việc, cơ chế hoạt động đặc thù của bộ máy giúp việc của Quốc hội, xu thế cải cách hành chính, bảo đảm sự thống nhất, góp phần làm cho bộ máy giúp việc của Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các vụ cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội cơ bản tán thành với dự thảo quy chế làm việc của Ban thư ký sửa đổi. Các ý kiến cũng góp ý hoàn thiện một số nội dung của dự thảo quy chế làm việc của Ban thư ký về phạm vi điều chỉnh, chế độ làm việc của Ban thư ký, quan hệ công tác của Ban thư ký, về hình thức văn bản của Ban thư ký. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao ban soạn thảo đã cố gắng xây dựng dự thảo quy chế làm việc của Ban thư ký sửa đổi. Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến xác đáng hoàn thiện dự thảo quy chế. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc của Ban thư ký sửa đổi, trong đó bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Ban thư ký, của thường trực Ban thư ký và nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên Ban thư ký, bổ sung chế độ thông tin báo cáo, nguyên tắc làm việc của Ban thư ký, mối quan hệ của Ban thư ký với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương, điều khoản thi hành. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng cho ý kiến về dự kiến chương trình phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội